Rồi quý vị ơi, tiếp theo là cái bonsai số 42, một cây kim ba xưa 550 bao ship toàn quốc nha quý vị. Cây này là siêu già luôn nha. Cái chậu này tôi mua hết 100.000 nha quý vị. Nó bằng cái giống gì tôi cũng không biết luôn. Tôi đóng cho quý vị là rất là cẩn thận nha, đóng vô cái thùng xốp luôn nha. Nhưng mà đi về quý vị thì nhiều khi mà nó có hư hao đổ bể gì thôi nha quý vị, không có đền nha quý vị. Giao kèo trước luôn nha, tôi đóng và tôi gói vô cái bọc ổi, tôi gói kỹ lắm á nha. Đó, 2-3 lớp luôn ha, rồi đóng vô thùng xốp đó. Mình mà nhiều khi nó đi thì hên xui nha quý vị, cái nào nó gõ nha, có bể thì về kiếm chậu khác vô nha. Cái cây này tôi lời có 50.000 thôi quý vị ơi, văn nghệ cho nó vui vậy thôi. Đó, tôi quay cái mặt sau cho quý vị coi luôn nha. Đó, cầm trên tay nè ha, cây này cũng 7 năm tuổi rồi. Thấy quý vị thấy nó già u nặng không, già cục 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 u nặng luôn á, lên tới ngọn luôn nè. Đó, nó già nua vậy đó nè, nu của nó nè. Rồi 550 nha quý vị, chậu mà có hư hao gì thì thôi nha, thông cảm đi nha, tôi đóng kỹ lắm à. Rồi chỉ còn có 1 cây 2 cây ba xưa này nữa là hết rồi, đâu có đâu mua đâu bán nữa nha quý vị. Cái loại này là tôi ít có bán lắm, vừa rồi lấy cho anh Hùng ở trên Sài Gòn á, còn lại mấy cây chia sẻ thôi. Rồi vậy nha quý vị, kết thúc luôn.